Sở Ngọc đứng trước tượng đài của Đạm Đài Tiền Tử cầu nguyện cho thần nam sớm tỉnh dậy, thì nghe được một giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng. Nhìn thấy tên này vẫn toàn thây, nàng ta vô cùng vui mừng. Cả hai hễ cứ gặp nhau là náo loạn, không có trường công chúa can ngăn thì chắc cũng đánh nhau tơi tả. Trường công chúa dặn dò, lần này Sở Ngọc phải đa tạ thần nam cho thật tốt. Phụ hoàng cuối cùng cũng giải trừ hồn ước giữa nàng và Tư Mã Lăng Không, tất cả đều là do thần nam trợ giúp. Vậy nhưng, trường công chúa cũng phí hết miệng lưỡi nên phụ hoàng mới đồng ý. Sở Ngọc vui sướng không có từ gì để tả nữa. Tuy nhiên, niềm vui thì dễ qua, tất cả những điều vừa nãy chỉ là giấc mơ mà thôi. Nàng ta vừa ngủ vừa cười khiến Đồng Đồng sợ chết khiếp. Hình như thần nam đang bị nhốt trong mắt con gấu bông của Sở Ngọc mà Đồng Đồng đang cầm. Dù có kêu tới thế nào đi chăng nữa thì nàng ta vẫn không thể nào nghe được. Thần nam cũng không biết tại sao lại như vậy. Hắn nhớ lại lời phụ thần từng nói, giữa thiên địa có một pháp bảo quỷ dị tên là linh thức kết tinh, giống như bảo thạch màu lam, tự có linh lực. Nó thừa dịp người tu luyện suy nhược thì sẽ hút linh thức vào vạn hoàng ảo cảnh. Đồng Đồng cứ nhìn chăm chăm thích thú vào viên ngọc. Hóa ra viên ngọc đó là do Sở Ngọc nhận được từ mộ của lão yêu quái rồi kêu người khảm thành thú bông cho nàng. Lúc này ở trong cung điện là sự có mặt của Tư Mã Lăng Không và trưởng công chúa, hai người đang nói chuyện gì đó với nhau. Mà trận phía nam đã sắp khai chiến rồi, bây giờ tên Xích Nha lại chết ở Bình Dương Thành, đúng thực sự là đổ thêm dầu vào lửa. Lỡ như một ngày nào đó đám người này chó cùng rất sợ đánh qua thì e sẽ gặp chuyện lớn. Còn tên Tam Hoàng Tử Nhân Kiếm đó ban đầu mai phục Sở Ngọc ở biên giới, bây giờ lại còn hóa thân thành Hắc Vũ để lẻn vào hoàng cung thì cũng khó khăn lắm. Gã ta còn cố ý lôi kéo Tư Mã Lăng Không vào phụ thân của hắn nhằm cùng nhau hợp bình khởi thế. Trường công chúa nghe hắn nói vậy liền quay đầu lườm một cái. Tư Mã Lăng Không vội vàng giải thích, thế hệ trung lương của Tư Mã gia đương nhiên không muốn làm chuyện mưu phản. Vậy nhưng là không muốn làm hay sẽ không làm. Hắn cho biết điều đó còn phải phụ thuộc vào trường công chúa và bệ hạ. Bản thân hắn muốn gì, chắc chắn nàng và hoàng thượng cũng đã rõ ràng. Trường công chúa nghe vậy cũng bất ngờ, hàm ý trong lời nói chính là đang uy hiếp. Ngay lúc này, Sở Ngọc cũng đi tới trước tầm cung nên vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện của hai người. Hôn sự của Tư Mã Lăng Không và Sở Ngọc sẽ không thay đổi, còn thần nam thì sẽ được thưởng cái khác. Nghe được trường công chúa nói vậy, hắn liền đa tạ và hứa rằng Tư Mã gia tất sẽ bảo vệ vương thất an hưởng thái bình. Sở Ngọc tức giận mở cửa chạy vào trách móc tì tì mình lừa đảo, nói mà không biết giữ lời hứa. Càng thất vọng hơn là bọn họ lại dùng bản thân nàng để giao dịch. Nếu không có Tư Mã gia thì đồng chủ sẽ đại loạn hay sao? Tư Mã Lăng Không kiên quyết phải cưới được Sở Ngọc bằng mọi giá, còn nàng ta thì không. Thần nam ở trong viên ngọc chứng kiến được hết mọi chuyện, hắn không ngờ rằng tâm tư nữ nhân lại nguy hiểm tới như vậy. Trường công chúa nghe được những lời đó liền tức giận hạ lệnh cho người mang Sở Ngọc trở về tầm cung trông coi chặt chẽ. Trường công chúa tát thành rồi, hắn mong nàng nhanh chóng chiêu cáo cho các nước. Trường công chúa đồng ý, vậy nhưng hắn phải làm cho nàng ta một chuyện trước, đó là tiêu diệt tên Nhân Kiếm. Sở Ngọc ở trong tầm cung bị canh chừng chặt chẽ, đâm ra đau buồn đến nỗi không thèm đụng tới đồ ăn. Thần nam và Đồng Đồng thế vậy ai nấy cũng đều buồn, vậy nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Tư Mã Lăng Không vì muốn cưới Sở Ngọc mà trói hai tay hai chân phụ thân mình lại, giam lòng trong tầm cung để ông ta không ngăn cản được. Hắn bảo phụ thân của mình hãy nghỉ ngơi thêm mấy ngày, vừa lúc ra ngoài cũng là lúc dự hồn lễ. Nghe đứa con nghịch tử của mình nói vậy càng khiến lão ta thêm bực mình, trách đứa con chỉ vì một nữ nhân mà bán đứng Tam Hoàng Tử. Hắn nói mình chỉ muốn đi một con đường khác mà thôi, vậy nhưng phụ thân của hắn thì không muốn bỏ qua cơ hội này. Lão ta xúi giục con trai mình kết mình với Tam Hoàng Tử, lúc đó hắn nhất định sẽ là thái tử tương lai của Đồng Trụ Quốc. Còn cưới Sở Ngọc thì chỉ có thể làm phò mã mà thôi. Tư Mã Lăng Không nhìn thấu được lòng dạ của tên Nhân Kiếm, gã ta không đáng tin tưởng. Gã chỉ muốn lợi dụng Tư Mã gia để nắm lấy Đồng Trụ, chờ cho Tư Mã gia không còn giá trị lợi dụng thì sẽ như Xích Nha. Vừa mới bước ra khỏi cửa thì đụng mặt tên Nhân Kiếm, nghe nói phụ thân của Tư Mã Lăng Không đột nhiên nhiễm phong hàn nên đặc biệt tới thăm. Tư Mã Lăng Không tìm cách từ chối khéo, mục đích tên Nhân Kiếm tới đây là để cáo biệt, thời yến của vua Đồng Trụ đã xong, hắn cũng không nên ở lâu. Nếu tên này vội vàng đi về như vậy thì kế hoạch coi như đổ sông đổ bể, cho nên đành tìm cách dụ dỗ gã ta ở lại thêm một đêm. Nghe lời đề nghị đó, hắn ta đành đồng ý mà từ chối thì bất kính. Thần nam đang ở trong viên ngọc kia, vì muốn thoát ra càng sớm càng tốt nên hắn triệu hồn ma pháp, ngưng thần tụ niệm, linh thức quy vị về nhưng đều vô dụng. Hắn nghĩ lẽ nào do thân thể của mình cách linh thức kết tinh quá xa nên thần trí mới không thể quay về. Bệ hạ và trường công chúa đến thăm Sở Ngọc xem tình hình nàng ta như thế nào. Sở Ngọc tỏ vẻ không muốn nói chuyện với bọn họ. Trường công chúa phải nhẹ nhàng ân cần đi tới cầu xin nàng nghe lời một lần cuối này nữa thôi.
Nàng ta cứ tưởng rằng Tỷ Tỷ tới vẫn chỉ vì mục đích khuyên nhủ mình chấp nhận hôn sự với Tư Mã Lăng Không, vậy nhưng trưởng công chúa chỉ im lặng. Có một số việc không cần phải nói ra, Sở Ngọc chỉ cần lặng lặng chờ đợi là được. Sở Ngọc tức giận đứng lên, hành động vừa đấm vừa xoa của trưởng công chúa đúng là giỏi thủ đoạn. Cái gọi là lặng lặng chờ đợi chẳng phải là muốn nàng cam chịu hay sao? Trưởng công chúa không trả lời, lặng lẽ bước đi bảo thuộc hạ trông coi Sở Ngọc cho thật kỹ. Bên ngoài người cảnh gác lại đông đảo, muốn lẻn đi cũng khó. Tuy nhiên, đúng lúc hết cách thì Đồng Đồng đã đục thủng tường giải thoát cho Sở Ngọc. Ra ngoài được rồi, vậy nhưng không biết trưởng công chúa đang ở đâu. Hai người chạy tới phủ kỳ sĩ thì thấy Tư Mã Lăng Không và tên Hắc Vũ đang ở đó. Tên Hắc Vũ mở mặt nạ ra. Sở Ngọc lập tức nhận ra ngay đó chính là tên nhân kiếm. Thần Nam cũng chứng kiến được việc này. Tư Mã Lăng Không đưa rượu mời hắn, vậy nhưng hắn ta lại sợ bị bỏ độc nên không uống. Tư Mã Lăng Không đành phải uống trước. Sau một hồi vòng vo thì nhân kiếm cũng thẳng thắn. Gãi cho Tư Mã Lăng Không một cơ hội cuối cùng, bây giờ xuống núi thì hai bên vẫn là đồng minh tốt. Kế hoạch bị bại lộ, Tư Mã Lăng Không cũng chỉ biết quỳ gối xuống xin nhân kiếm dòng lòng tha thứ mà thôi. Thế nhân kiếm thấy vậy cũng buông lòng cảnh giác. Chỉ nhân cơ hội đó, Tư Mã Lăng Không liền tung chiêu đánh lén từ phía sau. Nhân kiếm phát hiện kịp lúc nên tránh được. Tuy bị đối phương tránh được, vậy nhưng Tư Mã Lăng Không lại vẫn như cũ tung chiêu khiến cho đối phương phải tạo ra một vòng tròn bảo hộ. Nhân cơ hội này, trưởng công chúa bất ngờ xuất hiện khống chế nhân kiếm khiến hắn ta bay lên không trung rồi kết liễu hắn. Cuối cùng, tên nhân kiếm cũng bị tiêu diệt. Đúng như lời hứa, trưởng công chúa bằng lòng chấp nhận yêu cầu hôn sự này. Đại hôn sự sẽ được cử hành sau 5 ngày nữa. Thần Nam cũng không ngờ rằng trưởng công chúa lại đem Sở Ngọc ra làm vật hy sinh như vậy. Hắn bỗng nhiên cảm thấy đau đầu dữ dội. Hóa ra là lão yêu quái đang giở trò. Lão ta đã chờ rất lâu để đến được ngày này. Tà pháp của lão đi sâu vào người hắn. Lão ta cũng không ngờ rằng linh hạch của Thần Nam lại tinh khiết tới như vậy. Bây giờ chỉ cần linh thức của lão tương xung với linh hạch của hắn thì nhục thể của Thần Nam chính là của lão yêu quái. Hành động này được gọi là đoạt xá. Lão ta làm phép cho hai cái tương dung lại với nhau vậy nhưng không được. Chuyện này quá vô lý khiến cho lão không hiểu vì sao. Càng bất ngờ hơn là xung quanh hiện ra vô số cổ mộ. Chứng kiến cảnh tượng đó, lão yêu quái vô cùng hoảng hốt không tin vào mắt mình. Tới đây thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở lần sau nhé. Xin chào!